Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì phiên họp về giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố, đến năm 2022, Đà Nẵng có 389 đơn vị sự nghiệp công, trong đó khối thành phố quản lý có 132 đơn vị, quận huyện quản lý 257 đơn vị. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ sắp xếp tổ chức lại, giảm ít nhất 9 đầu mối đơn vị sự nghiệp công so với năm 2021. Qua thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, góp phần phát huy tính chủ động sáng tạo, khả năng thích ứng và nâng cao chất lượng, đa dạng loại hình dịch vụ sự nghiệp, thúc đẩy đổi mới về tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính, tăng thu nhập cho viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước giảm chi thường xuyên trực tiếp từ nguồn ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp để tăng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Tại phiên họp, đoàn giám sát đã trao đổi đề nghị làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó các vấn đề chính là việc quản lý sử dụng tài sản công, mức độ thực hiện tự chủ tài chính và lộ trình cụ thể tự chủ theo các mức độ. Việc ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật có nhiều nội dung quan trọng khác.